Rồi, chào mọi người, nó quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật ha. Rồi, mọi người mua hàng liên hệ số hội của em 0348308843. Rồi, em cập nhật mấy món hàng đã bán ha, hay là còn ở cái tiêu đề video. Mọi người bấm vô để xem ha. Rồi, mình đăng ký cái kênh, bấm vô đăng ký kênh để mình nó cập nhật mấy cái video mới của em đăng lên cho mọi người theo dõi nó nhanh nhất ha. Rồi hôm nay là cái video 87. Em giới thiệu mấy cái món đồ này. Đầu tiên là cái cây hút chì nha mọi người. Đây là một cái cây hút chì của Hakko. Đây Hakko nè. Cái thương hiệu này nổi tiếng của Nhật Bản, chuyên sản xuất mấy cái đồ điện tử, mỏ hàng chì rồi đó. Đó là cây Hakko hút chì. Cái cây này vỏ bằng nhôm ha. Đây cái miệng nó để hút chì đây. Khi mình hút mình bấm vậy nè. Đó. Hút. Kê xuống viên chì, chì mình chảy nóng chảy nó sẽ hút ra. Nó hút lên trong đây. Hơi rất là kín. Đó. Ok, cái cây hút chì này có mã là 8701 ha, giá 150.000. Rồi tiếp theo một cái cây cưa của Nhật. Đây một cây cưa của Nhật. Cưa này Nhật sản xuất ha, cán bằng gỗ, chốt bằng đồng nè. Lưỡi nó còn rất là mới. Lưỡi này như nó chưa sử dụng. Mã này để ngoài trời sau nó bị ố nè. Lưỡi rất là mỏng. Rồi kích thước của cái cưa này là 23 cm ha. Lưỡi nó là 18. Rồi cái cưa Nhật này có mã là 8702 ha, giá 200.000. Tiếp theo là hai cái kính lúp của đây, hai cái kính lúp, một cái của Đức ha. Đây cái này của Đức nè mọi người, đây Đức sản xuất luôn. Rồi bên này nè, đây nó phóng lên nó to. Đây. Kích thước của cây này là đây 6,5 cm ha, hình vuông. Rồi cái kính lúp này cái thân nó bằng thép. Cái thân này như bằng đồng mọi người. Thân này là bằng đồng. Nó có cái chốt bằng sắt đây nè. Thân này bằng đồng nha. Đây là đồng thao nè. Bằng đồng luôn. Đây là cây của Nhật ha. Cây này nó sẽ sử dụng như thế này. Đây. Đó mọi người, để đồ giặt đây sẽ nhìn thấy ha. Đó đây, đây kích thước của nó nè. Rồi hai cái kính lúp này em bán chung luôn ha. Giá 300.000. Mã số là 8703. Hai cái, không có bán lẻ là nha mọi người.
Rồi tiếp theo một cây dây dũa hợp kim, cái dũa kim cương ha, hợp kim gì cũng được, tên nó thường gọi ha, đó còn rất là ngon luôn. Đây còn ra hộp rất là bén, dũa cái móng tay cũng được nè, nghe nó ăn rất là mịn nhuyễn ha. Đây là dũa hột nhuyễn nha, rất là nhuyễn. Kích thước nè 27 cm ha, này rộng 2,5 phân. Ở đây một mặt nó là mặt lòi nha mọi người, đây mặt lòi nè, đây là mặt phẳng nè, hai mặt nha. Ở đây có nó cạnh khuyết sâu nữa nè, không biết nó chiên dũa cái gì á, khuyết sâu vô cho mọi người dũa. Rồi cái dũa này có mã là 8704 nha, giá 250 nha. À, tiếp theo một cái cây này dùng cho anh em làm nghề mở mấy cái chuyên dụng ha, giống như là mở cái chén cổ vậy á, nó đút vô mở nè, tăng chỉnh được luôn, có thông số luôn. Đó, cái này của hàng super luôn nha mọi người, à, thương hiệu chất lượng của Nhật luôn, super. Đây nó mở rộng nhất nè, đo cho mọi người coi nha. Đó, mọi người xem kỹ giùm em ha. Rồi nhỏ nhất nè, hầu vô nhỏ nhất nè. Đó, vậy nha. Đây rất là chắc luôn, thép 28 cm nha. Còn rất là mới luôn, như mới. Rồi cây này, cây mở che mở chuyên dụng này có mã 8705 nha, giá 300.000. Tiếp theo là một cây chuốt dây điện của hàng đây thương hiệu nè, Wemmuller của Đức mọi người, Đức sản xuất nha. Đây Germany luôn nè, nó có đóng mộc rồi mà này có sản xuất nè, cái này là của Đức, nó chuốt dây ha, chuốt dây từ nhỏ đến lớn cũng được. Đây cái ngàm chuốt nó rất là, chuốt nó rất là thông minh, chuốt nhanh, cầm dưới cái lưỡi cắt đây nữa. Em chuốt thử cái cọng này nha, cọng này là dây 0.75 ha, 7A 0.75 này, mọi người đưa vô vậy là chốt ha. Đó, rồi cái cắt luôn ha, đây cắt nè, lưỡi cắt nè, đó rất là bén. Đó, ở đây có mức tăng chỉnh nè, tăng chỉnh dây lớn hay dây nhỏ nè mọi người, kéo xuống xuống là dây nhỏ ha, chỉnh lên lên là dây lớn. Rồi cái kìm chuốt này có mã là 8706 ha, giá 400.000. Đây kích thước nó là 18 cm, thân bằng nhựa nha mọi người, nhưng mà loại kìm này rất là chất lượng. Đây có thông số luôn nè, có cái lưỡi dao á, lưỡi dao của nó. Rồi cây kìm chuốt có mã là 8706 nha, giá 400.000. Tiếp theo là em về mấy cộng dây nguồn ha, 24 cộng, 4 cộng dây nguồn của Nhật. Đây cộng đầu tiên là dây 5m nha mọi người, 5m 7A, dây 5m 7A, dây rất là đẹp. Đây dây còn đẹp ha, rất là đẹp, lõi đồ đồng rất là đồng Nhật, rất là khỏi khỏi chơi luôn. Rồi 5m 7A, có mã là 8707 ha, giá 200.000.
Rồi cộng tiếp theo là 5m 15A. 5m 15A ha, giá 250 ngàn. Mã 8708 15A 250 ngàn. Đây cộng này là nó rã ra từ trong cái máy luôn nữa ha. Nó nguyên một cộng luôn. Đó. Nguyên cộng luôn còn cái đuôi chuột. Rồi cộng tiếp theo là 7m ha, 12A. 7m 12A cũng lấy từ trong cái máy ra nè. Dòng này lấy từ trong máy ra luôn. 12A. Đây cái máy này hình như là của. Rồi. Rồi cộng này có mã 8709 nè, giá 250 ngàn. Rồi tiếp theo là một cái cộng cái chuôi đèn rất là đặc biệt. Đây cộng công tắc ra. À không, cái chuôi cắm ra cái chuôi đèn ha, chuôi đèn 27 thông dụng luôn. Ở cộng này dài 3 mét nha mọi người. Có thông số là 10A, 10A. Mã là 8710 ha, giá 250 ngàn. Rồi, món cuối cùng rồi, em kết thúc cái video đây ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Hẹn gặp lại.